Ngày hôm nay, Nhật Bản đang hồi phục trở lời sau khi cái trận mưa bão Typhoon thảm khốc xảy ra. Bão Typhoon giống như bão cấp 4 xảy ra. Gió tối mạnh lên tới 150 ma một giờ. Đập vô trong bờ biển Nhật Bản. Ít nhất có bốn người chết, số người bị thương còn nhiều hơn nữa. Cơn bão tại Phuong là một trong những cơn bão mạnh đánh vô Nhật Bản trong gần 10 năm nay. Nhà chức trách kêu gọi hơn 5 triệu người phải cần rời khỏi mưa lớn làm cho con sông nước dâng cao chàng vô trong đường phố xe thì bị ngập cột điện bị gãy dây điện khắp nơi có nhiều cái building bị tan tành ở ngay thành phố gamagori đất lở tràn xuống trong dùi luôn căn nhà phía dưới. Trong nhà có ba người. Emergency, Emergency crew đã cứu ra được hai người. Hundreds... Mưa bão cũng làm cho chậm trễ nhiều chuyến bay. This... Cũng có chuyến bay quỷ bỏ. Máy bay bắt buộc không thể nào đáp được phải bay luôn. Một số những người Mỹ đi du lịch ngay bây giờ đang bị kẹt lại. Nếu mà điện cứ tiếp tục cúp thêm vài ngày nữa là chúng tôi xong luôn. hãng xe Toyota bắt buộc phải đóng hết tất cả 14 cái chỗ làm xe trong lúc này cơn bão sen sen đang xuống trở thành ảo nhiệt đới đang đi về hướng bắc thủ tướng nhật bản nói về cái bão hư hại ông ta cũng cảnh báo mưa bão đã bị hư hại kéo dài thêm nữa nhật bản 10 năm rồi mới thấy mưa bão như vậy một lần hư hại chưa có xong đầu